Sang xin kính chào toàn thể cô chú anh chị, một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thank you.
sóng xanh con nước đông đầy, đêm đêm tâm sự lời này cùng ai. Gió nào hôn tóc em bay, trường xuân qua đớn nụ hồng ngất ngây. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của tài tử Thanh Sang đã vừa gửi đến cho tất cả chúng ta ba câu vọng cổ trong bài tân cổ hết sức là quen thuộc, bài tân cổ được mang tên Nụ Hồng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn những cành hoa thân thương cũng như những tràng pháo tay của tất cả quý vị đã dành cho các tài tử cũng như các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Và liên tục chương trình cũng sẽ là tiếng hát của một tài tử nữa đến từ câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với một bài hát của hai tác giả Thanh Sơn và Hà Vân. Bài tân cổ được mang tên Gợi Nhớ Quê Hương. Và người tài tử này cũng vừa đạt giải ba cuộc thi tiếng hát ca cổ mở rộng huyện Long Điền năm 2023 vừa rồi. Xin được một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ra sân khấu tiếng hát của tài tử Ngân Thảo. Dạ, trước khi Ngân Thảo thể hiện bài hát của mình, cô xin được gửi đến tất cả quý bà con. Đây là một ngày cuối cùng của năm cũ của dương lịch, và chúng ta sẽ đón nhận một cái năm mới của Tết dương lịch. Thì Ngân Thảo cũng xin được mến chúc tất cả quý bà con của mình sẽ đón một cái năm mới của Tết dương lịch tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như là công việc của mình. Làm ăn phát tài phát lộc, nhiều sức khỏe ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng chân trời xa, rồi từng đêm từng giấc mơ long trăng hồn tôi xuôi về khung trời ngày thơ. Qua trời tuổi thơ ấp đầy bao kỷ niệm nhìn về trong tôi như từ thuở ban đầu. Trong chân tình tôi không ngờ chút mơ vui mờ, bước chân bốn ba trên đường duyên xưa thèm được trở về bước quen lối mòn xưa. Nghe lại thu hò từng nhịp dòng đông đưa, từng nhịp sáo diều môi chiều lòng gió trộn trả lời thương lời cầu hôn ai đã bên mái tranh nghèo nghe bềm bềm kêu có nước lên sông mọc mạc ơn sơ cây núi trên đồng miền quê ấy tôi yêu một tình yêu không đôi. Ô thơ ai cũng một thời nghe tiếng ru hờn lòng chẳng nhớ quê hương. Xin được cảm ơn tiếng hát của tài tử Ngân Thảo đến từ câu lạc bộ đơn ca tài tử Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất nhiều, với một sáng tác cũng rất là dễ thương, bài tân cổ được mang tên Gợi nhớ quê hương. Kính thưa tất cả quý vị, và liên tục chương trình anh Kiệt muốn giới thiệu đến tất cả chúng ta một giọng hát cũng gây ấn tượng với tất cả mọi người trong cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2023 vừa rồi, và với một sáng tác của hai tác giả Hoài Linh và Yên Lan, bài tân cổ được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Và xin tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của Chuông Bạc Vọng Cổ năm 2023, nam nghệ sĩ Trung Nhân. Cảm ơn anh Trang. Và trước khi hát thì cho phép Trung Nhân gửi đến tất cả cô chú anh chị lời chào thân thương và trân trọng nhất xin chúc cho tất cả quý vị mình có một đêm thật nghe văn nghệ thật là tràn đầy niềm vui. Và sau đây bài hát mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương gửi tặng đến tất cả quý vị mình. Mong rằng quý vị mình cho một tràng pháo tay lớn lớn quý vị ơi. Dạ thấy nguôi quá. Mơ ước chi sáng em đang vơi tóc ở vườn rào, mái tóc người thương như tơ liễu xanh màu, anh thầm ước cho hoàng hôn xuống trầm cho bóng chiều. Chỉ nhìn em mà không một lời thăm hỏi, em ngỡ ngàng nhìn gió đuổi mây bay. Nhà của em trước có đứa đầy qua, căn gác trọ của anh thì nghèo sơ sát.
Cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Trung Nhân cảm ơn tấm chân tình của tất cả cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Em ơi, gói tình đó trọn đời anh lưu giữ, mang trong lòng từng kỷ niệm thân thương. Bờ dẫu cũ em không còn phơi tóc nữa, anh vẫn ngồi nơi căn gác đỏ. Cảm ơn những tràng pháo tay cũng như những cánh pháo thân thương của tất cả quý cô bác rất là nhiều ạ. Và để tiếp theo bài thứ hai, Trung Nhân xin được phép gửi tặng đến tất cả cô chú anh chị một bài hát cũng rất dễ thương, nhạc của Trúc Phương, giọng cổ của Hoàng Song Việt. Bài hát mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu, và mời cô thưởng thức ạ. Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dây mừng, nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong
nhỏ lững lờ trôi vô đình, ta đành mang theo nỗi niềm căm hận và chẳng một mình ta tâm sự cùng ta. Cười luôn heo hắt vòng tay hững hờ chưa khép tròn vòng tay, nhìn trong khói thuốc chợt bay tình tôi đó nhỏ phải đã lâu rồi. Buổi mưa vô tình lọt qua khe vách lạnh đêm này còn lạnh. Dạ xin cảm ơn những tràng pháo tay cũng như những cánh hoa thân thương của quý ông bà cô bác rất là nhiều ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của Chuông Bạc Vọng Cổ năm 2023, nam nghệ sĩ Trung Nhân. Kính thưa tất cả quý vị, và liên tục chương trình sẽ là một giọng hát đến từ thành phố Hồ Chí Minh, một nghệ sĩ có một cái làn hơi hết sức là cao và dài, và anh cũng đã gây ấn tượng với tất cả mọi người trong cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2009. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của tất cả quý vị nữa, xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón lên sân khấu tiếng hát của nam nghệ sĩ Lê Minh Hảo. Cảm ơn em. Vâng, lần đầu tiên thì cũng cho phép Lê Minh Hảo xin được gửi lời kính chúc đến ban tổ chức, quý cô, chú, anh chị, các bạn lúc nào cũng được vui vẻ, an lành, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Lời chào thân thương nhất ạ. Dạ, Minh Hảo cũng xin cảm ơn tất cả bên ban tổ chức cũng tạo điều kiện cho Minh Hảo cũng được về phục vụ cũng mấy năm nay. Minh Hảo cũng hy vọng là năm tới sẽ có Minh Hảo nữa. Vâng, để bài hát đầu tiên thì Minh Hảo xin gửi tặng đến ban tổ chức cũng như toàn thể quý vị một bài tân cổ, nhạc của Ngọc Sơn, sáng tác lời cổ Châu Thanh, bài hát đó mang tên Đạo Làm Con. Mời chị cùng nghe. Cầu mong cho con được
nước non người dài nắng dòng sương nhưng bên vẫn tươi cười tháng tháng ngày ngày dài đấy may đó mong kiếm được tiền để lo lắng cho con dẫu rằng thân xác khéo hôn miệng còn hơi thở là còn thương lo quý sao ơi tâm lòng son dù biết gạt non mòn nhưng tình cho con không thay đổi sưởi ấm trong lòng nhớ những ngày con ôm đau mẹ thương con thức trắng đêm dài lo sợ cho con mà nước mắt tuôn trào con xuống quá làm sao đi anh hỡi miệng mẹ thì thầm khấn nguyện Phật Quan Âm cầu xin Đức Mẹ hiền linh độ cho con trẻ qua hồi hiểm nguy cuộc đời cha mẹ xa chi dẫu bao gian khổ việc gì cũng xin cảm ơn những tình cảm, những tình qua thân thương của toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Quý vị ơi, giờ hát trích đoạn nha. Mình Hảo sẽ mời chú Giang giọng cổ Phương Cẩm Ngọc. Dạ em thấy em đi cái cầu thang này em an toàn ở bên kia. Nên em đi kiểu này. Đứng dưới ha, trên này. Hồi trên này trước đi, hồi xuống dưới chú ơi. Trời ơi, hàm hố chi mặc cái này. Giờ đi lê thê quá. Dạ, lời nói đầu tiên cho Phương Cẩm Ngọc cũng xin kính chào toàn thể quý bà con và cũng như là quý khán giả có mặt trong đêm nay là chào thân thương và thân ái chứ cả. Dạ, chỉ còn đêm nay thôi, bước qua 12 giờ đêm nay thì đón là một năm mới rồi. Thì Phương Cẩm Ngọc xin kính chúc cho toàn thể quý bà con, quý vị khán giả gần xa có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và làm ăn phát tài. Ngọc ơi, dạ. Giờ bà con yêu cầu hát trích đoạn, giờ hát trích đoạn gì nè? Quý vị ơi, có những cái trích đoạn hơi dài là Vụ án Mã Ngưu, Nguyệt Hổ Dương, rồi sự tướng cướp Si Tình. Bây giờ quý vị muốn hát trích đoạn gì nè? Gì? Nguyệt Hổ Dương kìa. Nguyệt Hổ Dương không? Rồi, một lớp trích đoạn cũng rất quen thuộc. Minh Hảo và Phương Cẩm Ngọc xin giới tặng quý vị trích đoạn được mang tên Nguyệt Hổ Dương, quý vị cùng nghe. Thank you.
trần đôi. Hiện giờ anh ở nơi đâu, anh có biết lòng dạ của thảo lang đau khổ như thế. Dạ, chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Gã ăn mày khốn khổ à? Ông đến đây muốn xin đồng tiền hay là bát gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày, nhưng tôi không phải đến đây dùng miếng khất thực hàng ngày. Vậy ông cần gì? Tôi muốn đến đây nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Gã mày hỗn láo, ông là ai? Ông là ai? Bà hãy nhìn cho rõ, kẻ không đáng đây là ai? Trời ơi, Trần Bảo, anh còn sống đây sao? Trường Thảo Lan, đừng, em gian anh, em gian anh, đừng tới gần em ơi. Tại sao? Tại sao em cố tình bắt anh Dương Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đã quen ngủ nên em đành quay lưng quay. Mặt trống trải người xưa. Dương Thảo Lan, bướm dưới cành lá. Cành lá ngày ấy phải mau, còn đâu một bán mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa. Ôi nghe đau thương trong tim. Xin nay hãy cố quên đi. Trần Bảo, anh ơi, ai yêu cho em không phải
bà vẫn còn yêu tôi thì làm sao bà đành tâm đôi bên sang thuyền. Trần bà ơi, một thôn nữ bên sông kia ngày ngày giặt lúa mà nay trở thành bà tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho tới nay tôi mới biết tôi nằm đi xây lầu mong yêu đương trên bài hát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nào ngờ đâu bà vẫn vui cười trên góc lụa vàng son. Trần bà ơi, xin vĩnh biệt. Trần bà ơi, nói gì đâu hết. Dạ, bà đi đi. Dạ hết rồi. Vâng, con nào xin cảm ơn quý vị. Níu kéo chi nữa. Cảm ơn ạ. Giờ dạ, người sân khấu lại cho con ha. Dạ quý vị, chú đứng đó đi. Dạ quý vị ơi, cho con hỏi, cho em hỏi là quý vị bây giờ có muốn Phương Cẩm Ngọc và chú Lê Minh Hảo hát nữa không? Dạ muốn không ạ? À? Vậy mà sao ai cũng muốn, có mình em lắc đầu vậy? Có thể em đừng đối xử với chị được không? Dạ quý vị ơi, bây giờ mà quý vị muốn Phương Cẩm Ngọc và chú Lê Minh Hảo hát nữa thì cho một tràng pháo tay lớn lớn được không ạ? À? Dạ cảm ơn toàn thể quý vị. Bây giờ quý vị thích nghe trích đoạn vụ án hay là tướng cướp suy tịch? Trời ổng lẹ dễ sợ. Dạ vụ án Mã Ngư hay là tướng cướp suy tịch ạ? À? Suy tình kìa con. Trời cái bài đó mới chết con á. Chú nghe rõ ràng. Con nghe bài đó con rụng rời tay. Vâng ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, để liên tục trình thì Minh Hảo và Phương Cẩm Ngọc xin gửi tặng quý vị một lớp trích đoạn cũng rất quen thuộc được mang tên Tướng cướp suy tình, tức là lệnh truy nã. Xuống dưới được không bà con? Xuống dưới được không? Trời ổng ổng lanh dễ sợ luôn nha. Đừng có lắc đầu nữa nghe không? Gật đầu nha. Chú nắm con chú. Sao mang cuốc cao chi cho khổ. Ủa chứ giờ nó dạy thòng lòn không ai sao được. Trời ơi, Tuệ Tiên, tình yêu đã đuổi lấy bàn tay của mẹ. Trời mẹ ơi, con đã mang tội tại trời. Tuệ Tiên, mẹ có sao không em? Ông được gọi tên tôi hai tiếng Tuệ Tiên trực mơ đây. Tuệ Tiên, Tôi không ngờ ông là một tên cướp. Hả? Anh cướp à? Anh có giết ai đâu mà em nói là anh là cướp vậy? Được. Dạ dạ của Thái ơi, tình yêu của chúng ta đến nay đã hết rồi. Và trước khi về, tôi muốn trả lại cho anh chiếc nhẫn ngọc sổ. Bao nhiêu ly vậy em? 11 ly đó. 11 ly hả? Ông ấy đi Thủy Tiên. Ông ấy cầm chiếc nhẫn một, hãy cầm chiếc nhẫn 11 ly đó. Và nên nhớ rằng, ông nên nhớ rằng giữa tôi và ông hai giờ Thủy Tiên. Tìm ra giặt mặt kẻ đồ, anh xin em nhớ
còn một con đường duy nhất là đường ông đi đường tội tôi bước tôi nhớ. Chỉ lấy phương trời lấy biệt, ông bước vào trong cơn đam mê điên loạn, còn tôi đêm phải nghe nói mà tôi đã lầm tin đơn trao ông tròn cơ tình đầu, nếu như đủ sức mạnh tôi chiến công để sửa hơn tùy tiện mà tôi biết tôi quyền trời tôi lời anh cho tôi một kẻ á tộc một kẻ chưa hiểu. Anh yêu em thì làm sao anh chặt tay mẹ em chứ em. Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Em hãy nghe nói mà. Thủy Tiên, em nghe anh không Thủy Tiên. Con đau khổ nào mà ông bảo tôi rằng con bi phần ông tin ấy đi qua những hành vi tôi á. Thì có cho tôi đi mỗi duyên xưa giờ như chiếc lá lè bỏ cành xanh đi vào cả buổi thầy ông ơi thầy ông ơi đừng nói chi thêm những lời ngọt ngào cho lòng thêm đau càng thêm cay xé cái lòng chào đã đôi tay đêm đôi đời đèn tàn trong khi lòng tôi đã bớt niềm tin cho mối tình đầu có ngờ đâu có ngờ đâu đường vào tình nghèo có năm lần đau có vàng lần sầu trời ơi và lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ xin quỳ cho em quyền sự phân. Nếu như anh tên dối gian như cười, tình yêu chân thành bao lâu mình đắp xây, chờ bóng tan như mây khói trong gió quyền. Thôi hết rồi ai ơi duyên chứng minh nay hãy lối đi. Tùy Tiên ơi anh như cánh én trao nghiêng lần xuống phương nam tránh cơn tuyết giá, còn em là nắng ban mai là cõi cành xanh lá. Cho chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm thì em mới chớ vội ra đi biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh vào cơn gió. Tội phạm thì đây anh sẵn sàng chết trước mặt của em. Tôi không cần cuộc đời anh lận đận lao đao dối mắt nhìn đời lạnh lùng á càng tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa nhìn em vững rưng lệ trào xôi căm hờn. Ông đừng nói gì nữa cả, càng nói thì càng lâu ra là một tin cứ anh rã
rời như kẻ bị phanh thây. Không, anh không hề những suy nghĩ của em đâu. Anh vô tội, anh vô tội thì làm sao nhận tội chứ. Một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc mấy nước trong trời chưa từng run sợ cái hiểm nguy. Em không tin anh sao? Lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lầm để rồi tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ trào sôi căm hờn. Không biết đi càng nói thì càng lâu ta chân thương. Sự thật thế nào tôi đã rõ. Quyền thôi thấy ở đây đặt cả dừng chung chặt mang tình theo hoa quang thiên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. À, vâng, Minh Hảo và Phương Văn Ngọc xin cảm ơn những tình cảm của chị gì rất nhiều. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Dạ, tâm sự quý vị, chú Lê Minh Hảo nãy giờ hát thấy cười tươi vậy chứ nãy giờ muốn lên Tân Sông lắm. Cả ông và chú Hảo là cùng cả em cũng muốn lên Tân Sông. Dạ, cảm ơn tình thương yêu thương của quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của Trung Vàng Vòng Cổ, Phương Cẩm Ngọc và nam nghệ sĩ Lê Minh Hảo rất nhiều. À, kính thưa tất cả quý vị, và liên tục chương trình quay trở lại với tiếng hát của giải ba Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2015, nữ nghệ sĩ Tô Kim Phương. Và cô Tô Kim Phương sẽ cùng với anh Kiệt gửi đến tất cả quý vị một lớp trích đoạn cũng rất quen thuộc của cố soạn giả Yên Lan, trích đoạn được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quang. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau
sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngăn đôi duyên mình. Sơn ca, mai muốn chia xa trời đổi ngã, chỉ còn giây phút với em tôi. Số này rồi dính biệt nhau thôi. Hãy uống đi hồ mùi người con gái tôi thương, và hãy tu kiếm ra hỡi Bảo Xuyên quận chúa. Sơn ca nắng chén nghe lòng đau, nào rớt sâu. Ôi tôi buồn lệ trào, rượu càng chung gia tơ, mẹ đắng nào dương sâu, chén chia tay gia tơ, mai đôi đường đôi nơi. Mẹ gia từ năm sầu xuống mềm môi cay đắng, cớ tiếng nồng giá từ sơn ca. Ôi quán thù ngăn đường, mang theo hình ảnh của đêm này.
một biết lửa hồng bắp bụng cháy dần. Một ngôi chùa quan phế cô tiêu. Kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại. Từ hôm nay và mãi đến sau này. Dạ xin hát ạ, dạ con xin cảm ơn. À, vâng, anh Kỳ cùng với Tô Kim Phương xin được chân thành cảm ơn những cành hoa thân thương cũng như những tràng pháo tay của tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể quý bà con rất nhiều. Và liên tục chương trình để thay đổi bầu không khí ngay bây giờ, anh Kỳ xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một tiết mục ảo thuật. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ra sân khấu phần biểu diễn của ảo thuật gia Đào Ngọc Danh. Dạ vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của tài tử Thu Hà đến từ câu lạc bộ đơn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa tất cả quý vị, chương trình của chúng tôi ở bên trong cũng còn các nghệ sĩ quay trở lại một lần nữa để phục vụ cho tất cả quý vị. Chính vì vậy rất mong quý vị của chúng ta nán lại đến giây phút cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn chương trình trong buổi tối hôm nay. Và trước khi đến với tiết mục tiếp theo thì ngay bây giờ cho phép anh Kiệt được thay mặt cho công ty tổ chức biểu diễn Phan Nhật Khánh xin được cảm ơn đến tất cả các bộ phận đã thầm lặng đằng sau cánh gà cũng như là bên dưới sân khấu để hỗ trợ cho các nghệ sĩ với những tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các anh trong bộ phận âm thanh ánh sáng kỹ thuật bên phía bên anh Lâm Dũng. Xin được cảm ơn guitar Minh Đặng, cảm ơn organ và đàn sến Thanh Sang. Cảm ơn những anh hỗ trợ chương trình Trọng Quý Thanh Toàn. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã có mặt ngày hôm nay rất đông đủ để ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Và liên tục chương trình sẽ là một tiết mục thật là đặc biệt và hết sức hấp dẫn. Anh Kỳ sẽ được giới thiệu đến tất cả chúng ta trích đoạn của soạn giả Đăng Minh, trích đoạn được mang tên Vụ án Mã Ngưu. Và trích đoạn này xin được mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ba nghệ sĩ, nghệ sĩ diễn viên Phan Nhật Khánh trong vai Mã Ngưu, nam nghệ sĩ Lê Minh Hảo trong vai Quách Dương, và đặc biệt chung vàng vòng cổ nữ nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc sẽ trong vai Thục Quanh. Một tràng pháo tay để chúng ta đến với Vụ án Mã Ngưu. Thục Quanh, mày đi đâu mới về đó? Tôi mới đi làm về. Mày đi làm về tiền đâu? Đưa cho tao. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, ông cầm đi. Cái gì? Hai đêm khoái lạc mà bao nhiêu tiền hay sao? Ông có thể bán tôi cho những người khác. Nếu ông cho đây là số tiền quá ít ỏi. Mày nghĩ thử xem, cơ ngơ của tao từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, tao cần những đồng lạc bẻ của mày như vậy hay sao? Mày nói đi. Tao đâu cần, tao đâu cần những số tiền đó. Tao đã quất mày đi làm điếm. Nhẹ nhẹ thôi ông nội, tôi thấy cái tôi chết rồi. Nhưng dù sao tôi cũng có con với ông mà. Con mày? Mày tưởng tao không biết hay sao? Trước khi mày về với tao, mày đã có con với thằng Quách Dương rồi. Ông còn muốn gì nữa chứ? Bao nhiêu tuổi nhục ê về đã xóa đường về của tôi. Tôi xa lánh mọi người, tôi về làm nô lệ cho tôi sống vì con tôi, đó là những gì còn sót lại của đời tôi. Con của mày, tao không cần điều đó. Không nói với ông nữa. Mày đi đâu đó? Tôi vào thăm con tôi. Con của mày à? Con của mày á? Tao đã quăng nó xuống biển Vũng Tàu rồi. Mày nói gì? Mày vừa nói gì? Mày nghe không rõ sao? Con của mày, tao đã quăng nó xuống biển ở Vũng Tàu rồi. Mã Ngưu, mày không còn tính người, mày là ác quỷ. Phải, tao là ác quỷ. Tao là ác quỷ. Tại vì tao yêu mày là do mày đó. Tao không muốn mày đi làm đêm. Mày nghe chưa? Mã Ngưu, mày không được đi đâu hết. Trời đau quá. Ai kêu mày ngút cao chi? Mã Ngưu, mày là ác quỷ mày.
Dược ơi, tiền của ai? Giọt máu cuối cùng của mình chồng đã cướp mất còn đâu. Quỳnh ơi, mất con rồi em sống sao đây? Đôi đớn đau đọa đàn linh đồn chưa thấy xác. Anh đang ở đâu? Anh có nghe lời em nói em và anh không? Anh đang ở đâu? Anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ, ta sống bên nhau thu hạnh phúc êm đềm. Anh chưa ơi, dường ai đã gây cho mối tình ngàn trái. Anh chưa ơi, để tình chúng phí nay đành lỡ là thôi dân dân bên tay. Sao biết ngỏ tìm anh
chưa coi. Tay trắng anh đào mơ với mộng. Anh Chương ơi, nên tình hai đứa vẫn chưa yên. Tiếng của ai? Từ tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh Chương ơi, anh Chương ơi, anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào im, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Giờ này anh có nhớ em? Tình của ai? Có phải Tục Quân không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đến từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, vui nhớ gì hơn nhớ người yêu. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ Tục Quân vợ tôi đâu không? Làm ơn chỉ giùm. Anh Quý ơi, anh có thấy vợ em đâu không Quý? Hồi nãy em nghe anh nói gì vợ vợ em, biết không anh? Ông này biết nè, ông giấu nè, tính làm của riêng đúng không? Quân ơi, giờ này em còn sống hay là em đã chết? Em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mộng nhớ. Phải tên quan không chưa ơi? Ta sống bên nhau cho hạnh phúc về. Những ai nỡ gây mối tình chia cách, chức nữ hội ngộ ngưu lang sau một năm dài xa chân. Còn anh nhớ em chỉ bằng chất mong khóc hận vì ai, cái cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai bịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Anh Chưa ơi, sớm mai hương cành xanh úa tàn trong sớm mai. Ngoài kia lỡ phất mưa bay, ở đây chốn anh gió cay ngập lòng. Ngỡ rằng ta mãi bên nhau, nhưng nào ngờ trời đã ngăn đôi lòng anh. Một mai tôi về làm ca cùi, ôi ca cùi tuyệt vời, mặt trời sôi một kiếp rong chơi. Ca cùi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm ca cùi, ôi ca cùi tuyệt vời, tiếng lòng nào gọi gì trong tôi. Anh Chương ơi, tình của ai? Anh Chương, có phải Tục Quân không? Anh Chương ơi, em đây. Trời ơi, Tục Quân. Anh Chương,
nãy giờ em ở đây phải không? Dạ. Có thấy anh không? Dạ em thấy anh, nhưng mà em thấy làm ăn được quá nên em nín. Vậy hả? Dạ. Không có kêu anh hả? Dạ không kêu. Vậy thì gia đình mình đoàn tụ rồi. Dạ. Giờ chào bà con mình về nghe em. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ cảm ơn chị. Em thấy đường đã được thưởng thức ở trích đoàn dạ, của em. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. À, xong rồi giờ em vô kiếm mã cung em quýnh cái. Thế nãy xô em chạy dò luôn. Vâng, xin được cảm ơn ba nghệ sĩ Phan Nhật Khánh, Lê Minh Hảo và Phương Cẩm Ngọc đã vừa gửi đến cho tất cả chúng ta một lớp trích đoạn cũng rất là nổi tiếng của soạn giả Đăng Minh, trích đoạn được mang tên Vụ án Mã Ngưu. À, kính thưa tất cả quý vị và liên tục chương trình, chúng ta cùng quay trở lại với tiếng hát của Chuông Bạc Vọng Cổ năm 2023, nam nghệ sĩ Trung Nhân. Và để trở lại chương trình thì cho phép Trung Nhân gửi đến tất cả của chú anh chị một trích đoạn rất là nổi tiếng của cố soạn giả Yên Lan. Trích đoạn mang tên Đêm Lạnh Trù Quan, nhờ mời cô thưởng thức ạ. Giờ này bà con còn ở lại đông quá, cảm thấy hạnh phúc.
Dạ xin cảm ơn nhà thơ Hương của người anh rất là nhiều ạ. Lý cô nương ơi xin lý cô nương đừng sầu thảm nữa, vì lòng tôi lúc nào cũng sầu thảm hơn lý cô nương. Cao huynh nói như vậy có nghĩa là sao vậy hả cao huynh? Xin được cảm ơn tiếng hát của Chuông Bạc Vọng Cổ năm 2023, nam nghệ sĩ Trung Nhân. Cảm ơn những tràng pháo tay cũng như những cành hoa thân thương của tất cả quý vị đã dành cho Trung Nhân cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi trong đêm nay. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là một tiết mục cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Kiệt cùng với hai nam nghệ sĩ Phan Nhật Khánh và Trung Nhân xin được gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, bài ca cổ được mang tên Võ Đông Sơn. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Bạch Thu Hà, Bạch Thu Hà, biển thương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mù em không đến nơi, mây nước buồn cơn lửa bên hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Cây tường lá xanh xây mồ cho anh, tình đầu bè bạn trong cơn chiến tranh, đưa tiếng nào hay trẻ chia cách trở hơn muôn đời. Nói nữa bạn tình ơi đừng
cùng để kỷ niệm ngày ta không gặp nữa. Tuân ma ơi, hãy phi mau về báo tin cho quân ta được rõ rằng gió đông sơ đã dùi thay trong gió bụi. Cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu cũng đã khép lại chương trình biểu diễn nghệ thuật Vầng Trăng Cổ Nhạc nhân dịp đại lễ Kỳ Yên Đình Thần Phước Hòa. Một lần nữa thay mặt cho công ty tổ chức biểu diễn Phan Nhật Khánh xin được chân thành cảm ơn ban giám sát.
sự quý bổn hội của Đình Phước Hòa đã tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình để cho công ty tổ chức biểu diễn Phan Nhật Thánh thực hiện chương trình này. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Trước thềm năm mới xin được chúc cho tất cả quý vị có một năm 2024 được nhiều sức khỏe, niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin trân trọng kính chào.